Bộ phim Trận chiến trên biển Giáp Ngọ năm 1894. Trong số cổ vật của bà có một tấm ảnh cũ của nhiều năm trước. Cha nói đó là bà của bà để lại, là lứa du học sinh đầu tiên đi Mỹ và Anh du học, sau đó trở thành thuyền trưởng hải quân sớm nhất của Trung Quốc. Sau đó tôi đọc một quyển sách và biết về câu chuyện của họ, và cũng bị câu chuyện đó làm cho cảm động. Một ngày sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có một suy nghĩ muốn lần theo dấu chân của họ, đi tìm thế giới trong mắt của họ hơn 100 năm trước. Đó là một loại ký ức trải qua hơn 150 năm, là một loại giấc mộng trải qua hơn 150 năm. Bắc Kinh, năm 1867. Thần Lý Hồng Chương, Hữu Tông Đường, Thẩm Bảo Trinh vì chuyện phòng vệ trên biển quan trọng nên khởi bẩm Vạn Tuế, hiện giờ thế lực hùng mạnh trên thế giới cử thuyền tốt, pháo mạnh xâm phạm Trung Hoa. Binh lính phương Tây đã nổ pháo một lần, Trung Hoa phải đền tiền một lần. Phòng vệ biển đã trở thành việc cấp bách liên quan tới sự tồn vong của quốc gia. Chúng thần cho rằng nghèo tắc biến, biến tắc thông. Trung Quốc cần phải tự cường, học hỏi theo người phương Tây, khẩn xin xây dựng lớp học thuyền chính Phúc Châu, học hỏi khoa học phương Tây, bồi dưỡng nhân tài hải quân, thánh dụ của hoàng thượng. Làm theo, khâm thử. Tốt lắm. Lớp học thuyền chính Phúc Châu năm 1867. Một đất nước có biển mà không có hải quân thì là một đất nước dễ bị đánh bại. Từ năm 1807, phương Tây phát minh ra thuyền bằng hơi nước. Chiến tranh trên biển bước vào một giai đoạn mới. Cậu đến trộm đồ à? Mình đến báo danh. Báo danh? Hôm nay là ngày thứ 8 sau khai giảng rồi. Mình từ Quảng Đông tới, đường xa. Hay là như vậy đi, mình có một tờ giấy thi, cậu cầm lấy làm đi, để lát nữa nộp cho thầy. May là vẫn còn hy vọng. Vậy thì cảm ơn cậu. Anh bị phạt à? Anh tới muộn. Thế thì anh thảm rồi. Người phương Tây rất hung dữ, nếu mà tới muộn thì sẽ bị phạt. Nhưng mà cũng chả có gì tài giỏi. Ăn bánh chưng này trước đi, lát nữa bị phạt, đứng vẫn còn có sức. Bây giờ ta sẽ kiểm tra các em. Ai từng so sánh hải quân của quốc gia là cánh tay của con người? Ở phương Tây, rất nhiều trẻ em biết câu hỏi này. Phương Bác Khiêm, bình thường em nói chuyện rất nhiều, có biết không? Dạ có, là Thượng Đế. Người Trung Quốc thật là thiếu hiểu biết, làm sao có thể không bị đánh chứ? Là đại đế Peter. Xin lỗi thầy. Đợi đã, em nói tiếp đi. Nói tiếp đi. Là đại đế Peter vào năm 1714 đánh bại hạm đội Thụy Điển, sau khi mở ra cửa biển cho nước Nga, đã nói rằng, nói cái gì? Bất cứ người quân dương nào, nếu như chỉ có lục quân, ông ta chỉ có một cánh tay, thêm hải quân nữa thì mới là hai tay toàn vẹn. A ca à, bà bảo em mang bánh chưng tới cho anh. Sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi. Văn hay lắm. Cậu trong bài văn dùng câu nói của Mạnh Tử, dân di quý, xã tắc thứ chi, quân di khinh, là nói như thế nào? Đất nước là đất nước của dân chúng, chứ không phải của triều đình. Trung với nước chính là bảo vệ tôn nghiêm của đất nước, không để xâm lược. Nhưng mà Đại Thanh chúng ta nhiều năm không nghĩ tới tiến thủ, chỉ sợ tương lai khi tiếng pháo trên biển vang lên chính là ngày diệt vong. To gan. Đừng, đừng, nghe tôi nói. Cậu như thế là phạm thượng. Sau này đừng nói là giấy thi tôi cho cậu. Đợi đã. Lưu Bộ Thiềm, có, mang một cái bàn vào trong học. Lớp học thuyền chính tập luyện buổi sáng điểm danh. Lớp điều khiển, mùa thứ nhất, Lưu Bộ Thiềm. Lớp điều khiển, mùa thứ nhất, Phương Bác Khiêm. Lớp điều khiển, mùa thứ nhất, Lâm Vĩnh Thăng. Lớp điều khiển, mùa thứ nhất, Tác Trấn Băng. Lớp điều khiển, mùa thứ nhất, Đặng Thế Xương.
Anh ơi! Mọi người xem kìa, thuyền sắt lớn của người phương Tây. Anh ơi, biển lớn bên kia là ở đâu? Là phương Tây. Vậy ngày mai, em ngồi thuyền lớn của người phương Tây đến phương Tây rồi. Cậu tôi làm ăn ở phương Tây, muốn đưa nó tới nước Anh để học. Anh ơi, sau này chúng ta cũng có thuyền sắt lớn, có phải không? Có. Nhất định sẽ có. Vậy thì các anh cùng ngồi thuyền sắt lớn tới thăm em nha. Nhất định. Thuyền sắt lớn. Thuyền sắt lớn. Thần Lý Hồng Chương khởi bẩm vạn tuế, Nhật Bản đang cố gắng gây dựng hải quân lớn mạnh, đã phái đến các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Đức một lượng lớn thanh niên đi du học, sợ là trong vòng 10 năm sẽ trở thành cường quốc về quân sự, trở thành nỗi uy hiếp lớn tới nước ta. Thần khẩn xin từ lớp học thuyền chính chọn ra những học sinh ưu tú tới Anh, Mỹ, Pháp, Đức du học hải quân, xin Thánh Thượng, Hoàng Thái Hậu phê chuẩn. Hoàng Thái Hậu phê chuẩn. Cứ thế mà làm, thăm thử. Cho cậu làm kỷ niệm. Lần này tới phương Tây là biết thêm về tự cường của Trung Quốc, không mong cầu gì hơn. Mang theo tương lai của đất nước, cố gắng hết sức học hỏi khoa học phương Tây. Trên con đường dài 7 vạn dặm, từ biệt cha mẹ, tổ quốc, phấn đấu không hối hận. Tất cả các học viên Học viện Hải quân Hoàng gia nước Anh đã xếp hàng. Người nhận được thành tích xuất sắc của học kỳ này chính là Lưu Bộ Thiềm. Có. Togo Hei Hachiro. Có. Lâm Thái Tăng. Có. Phương Bá Khiêm. Có. Diệp Tổ Khuê. Có. Lần này sang phương Tây là để biết thêm về tự cường của Trung Quốc, không mong cầu gì hơn. Mang theo tương lai của đất nước, cố gắng hết sức học hỏi khoa học phương Tây. Trên con đường dài 7 vạn dặm, từ biệt cha mẹ, tổ quốc, phấn đấu không hối hận. London, 150 năm sau. Quảng trường Trafalgar London chính là nơi họ thường đến 150 năm trước. Bởi vì nơi đây có thần tượng mà bọn họ sùng bái nhất, Nelson. Đó là vị tướng lĩnh hải quân đã từng dùng trận hải chiến lớn để cứu được nước Anh. Bởi vì họ tin tưởng rằng trên thế giới này, mỗi trận hải chiến thì đều quyết định vận mệnh của hai quốc gia. Năm 1881, các cậu xem đi, Trung Quốc. Tôi đi Trung Quốc. Đây là nơi khiến cho người ta vui vẻ. Chân của phụ nữ chỉ nhỏ như thế này thôi. Tiên sinh là người Trung Quốc à? Đúng, tiểu thư. Có thể ở đây gặp được đồng bào, quá là hiếm hoi. Tôi cũng cảm thấy như thế. Tiên sinh đi một mình à? Tôi đi công tác, thuận tiện đi thăm bạn bè. Là lần đầu tiên tới đây sao? Ngôn ngữ có gì không thông, tôi có thể giúp. Đúng lúc hỏi cô một chút, đường đi đến Học viện Hải quân Hoàng gia đi như thế nào? Trùng hợp vậy, chúng ta cùng đường. Anh chờ một chút. Xe. Tóc của cậu đúng là ngầu. Cảm ơn, nhưng mà xin hãy tôn trọng một chút. Cái gì? Người Trung Quốc cũng muốn được người khác tôn trọng à? Đúng. Người Trung Quốc trước giờ đều cần được sự tôn trọng. Lần sau đến Trung Quốc, xin hãy học cách tôn trọng chúng tôi.
Hy vọng lần sau tới Trung Quốc, mong anh tôn trọng chúng tôi một chút. Mời. Cái gì xảy ra vậy? Lần này người phương Tây sẽ truyền tay nhau. Người Trung Quốc võ nghệ cao thâm, không thể xem thường. Quốc gia lạc hậu, đi đến đâu cũng bị người khác bắt nạt. Nghe khẩu âm, cô là người Phúc Kiến à? Đúng, còn tiên sinh Phan Ngu, Quảng Đông. Đây chính là trận hải chiến mà Nelson đánh bại Napoleon. Lịch sử thế giới, mỗi cuộc hải chiến đều quyết định vận mệnh của hai quốc gia. Câu này tôi nghe nói rất nhiều lần. Em gái, đây là trường quân đội. Thế thì sao? Anh là anh của em mà. Giáo quan nói có người tới tìm anh. Là em à? Đặng Thế Xương. 10 năm không gặp, không ngờ Đặng đại ca trở nên đẹp trai như vậy. Em cũng không còn là tiểu nha đầu thích ăn bánh chưng. Mọi người nếu biết cậu tới chắc chắn sẽ rất vui. Nếu biết tại sao tôi tới, chắc chắn sẽ còn vui hơn. Lý Trung Đường, đặt của anh 2 chiếc tàu Tuần Dương đã hoàn thành rồi. Tôi đến là để đón nó về nước. Chúng tôi vừa mới từ hạm quân thực tập về. Bộ Thiềm và Lâm Vĩnh Thăng lái được nhiều tàu chiến lắm. Lâm Thái Tăng và Diệp Tổ Khuê lái được tàu chiến Kebelin. Tác Trấn Băng là tàu Tuần Dương. Tôi là tàu Tuần Dương Spad. Hoàng Kim Quân thì lái con tàu Tuần Dương Perilo đến tận nước Mỹ, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Châu Phi, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải. Trên quân hạm của người ta mới biết được thế giới phát triển nhanh cỡ nào. Hải quân không mạnh, sớm muộn cũng sẽ bị chiếm. Mau lên, bên này, truyền bóng đi. Mấy người đó là ai? Là bạn học người Nhật Bản. Cái người đang tranh bóng đó là Ito. Người phối hợp là Togo Hei Hachiro. Còn cái người ngồi ở kia là Shibui. Cậu ta từng du học Trung Quốc, lần này tới cũng là để đón quân hạm. Nhật Bản đã mua 3 con tàu Tuần Dương của nước Anh. Vì Trung Quốc, cuối cùng cũng có quân hạm loại hình mới. Cũng vì mọi người học xong về nước, xin chào các bạn. Chúc mừng thành tích xuất sắc của cậu. Cũng chúc mừng cậu. Tôi rất thích tố chất âm nhạc của cậu. Đặc biệt chuẩn bị một món quà để biểu thị tình cảm bạn bè. Cái cũ của cậu quá cũ rồi. Cảm ơn. Vị này là... Vị này tại hạ Đặng Thế Xương. Sớm đã nghe quy danh của Đặng tiên sinh. Rất hân hạnh được gặp. Chúng ta cùng nhìn ra biển. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt. Đặng tiên sinh nói không sai. Tương lai có thể sẽ gặp lại. Gặp lại trên biển. Cạn ly. Cạn ly. Giấc mơ lớn nhất của họ khi đó chính là chiến hạm thiết giáp. Bởi vì bọn họ luôn tin tưởng chỉ có hải quân mạnh thì mới có thể đưa đất nước thoát khỏi ô nhục, trở nên giàu mạnh. Nhưng mà khi đó, bạn học Nhật Bản của họ cũng có suy nghĩ như vậy. Ngài đàn càng ngày càng tốt. Ngài tiến bộ rất nhanh. Kỹ thuật của Hoàng thượng đã tiến bộ vô cùng lớn. Từ khi Hoàng thượng được nước Đức tặng chiếc piano này, Hoàng thượng ngày nào cũng chơi. Nghe nói Hoàng thượng nước Đức còn tặng cho Thiên Hoàng Nhật Bản một chiếc. Hay lắm, Điện Hạ, rất hay. Bình thường bữa sáng đều là 3 quả trứng gà. Tại sao hôm nay chỉ có 1 quả? Hoàng thượng, người đã hạ chỉ phải tiết kiệm tiền trong cung. 1 quả trứng gà đã là 10 lượng bạc rồi. Hoàng thượng, Lý Trung Đường đã ở ngoài đợi lâu rồi. Bảo ông ta vào đi. Trung Quốc chỉ cần có 1 chiến hạm thiết giáp thì sẽ không bị người phương Tây coi thường nữa, mới có thể giúp cho Đại Thanh giang sơn vững mạnh. 2 chiếc tàu chiến hạm thiết giáp bao nhiêu lượng bạc? 280 vạn lượng bạc.
Bây giờ một quả trứng gà trên chợ giá bao nhiêu? Trứng gà? Một lượng bạc 800 quả. Vậy tại sao trứng gà của trẫm lại 10 lượng bạc một quả? Nhà bếp trong cung do nội phủ thu mua, thần không rõ cho lắm. Ngươi vừa mới nói hai chiếc hạm thiết giáp cần 280 vạn lượng bạc. Hoàng thượng, Nhật Bản đang tập trung lực lượng để xây dựng hải quân. Nếu như lần này bỏ lỡ cơ hội mua chiến hạm, Trung Quốc mãi mãi không có ngày tự cường. Trẫm đi bẩm báo với Hoàng Thái Hậu. Tokyo, Nhật Bản. Sự quật khởi của Nhật Bản là ở sự cải cách thay đổi. Sự phát triển của Nhật Bản là ở học hỏi khoa học, học hỏi tất cả từ phương Tây. Nói tiếng Anh, mặc Âu phục, dáng vẻ đi đứng và đồ ăn. Bệ hạ, điện thoại từ Tokyo đến Yokohama đã bắt đầu được lắp đặt. Nhưng mà hải quân thì sao? Ba chiếc tàu tuần dương mua từ Anh Quốc sắp về Nhật Bản. Nhưng mà cái gì? Nhật Bản muốn sinh tồn thì bắt buộc phải mở rộng lãnh thổ. Hướng Bắc công chiếm Triều Tiên và Liêu Đông, phía Nam chiếm Đài Loan và quần đảo Bành Hồ. Mà muốn làm tất cả những điều này thì phải phát triển hải quân. Đây chính là quốc sách đầu tiên của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đây là kế hoạch tấn công Trung Quốc. Nhưng mà báo cáo chi tiền cho hải quân vẫn chưa được phê chuẩn. Lý Hồng Chương đã đặt từ Đức hai chiếc chiến hạm thiết giáp loại hình lớn định diễn và trấn diễn. Đã sắp hoàn thành. Sắp hoàn thành rồi à? Dân, tất cả các quan chức chính phủ quyên góp tiền, trích từ bổng lộc của ta ra 30 vạn, nhất định phải nhanh hơn chúng. Bằng mọi giá, không được mất mặt. London, nước Anh. Sang năm em tốt nghiệp rồi. Quách đại nhân muốn em ở lại công sứ quan làm, thế cũng tốt. Tiếng Anh của em tốt, giao tiếp với người nước ngoài đối với nước ta cũng rất có lợi. Đại nhân thích chó à? Thế xương sống trên đời không có sở thích nào, duy nhất chỉ yêu chó thôi. Loại chó quý nước Đức này ở trong nước ta rất là hiếm. Nhưng mà đáng tiếc, hành trình này vội vàng, không thể mang về một con. Đây là tàu chiến tiên tiến nhất trên thế giới. Nòng pháo đường kính 305 có thể làm nổ tung bất cứ quân hạm nào thành hai mảnh. Xin lỗi. Các vị đến đây là để thưởng thức bia Đức à? Đúng, đã thử xong. Tại hạ thấy rằng rượu sake của chúng tôi vẫn hợp vị hơn. Sake dưới 60 độ thì không thể gọi là rượu. Nếu như đã thích rồi thì để cho chúng tôi đi con đường mình chọn đi. Thật ra thì rượu sake mới dễ làm người ta lơ là, dễ gây tổn thương cho người khác. Mấy chục năm nay, người phương Tây đều là đánh từ biển vào. Đến người Nhật nhỏ bé cũng dám phái thuyền binh đánh Đài Loan. Muốn giữ được giang sơn xã tắc mà tổ tiên để lại, cũng chỉ có cách là mua súng, pháo, chiến hạm gì đó của người phương Tây mà thôi. Thái hậu anh minh, tổ tiên Đại Thanh có một quy tắc. Các đời hoàng thượng, phàm là người làm mất nước thì không được liệt vào linh vị liệt tổ. Con nhớ rồi. Phàm là người làm mất nước thì không được liệt vào linh vị liệt tổ. Đó là hai chiếc tàu chiến thiết giáp lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Tôi luôn tưởng tượng khi họ tự tay lái nó về nước thì có cảm giác đắc ý và tự hào như thế nào.
Nhưng mà họ không ngờ tới, tổ quốc ở nơi xa đang xảy ra một biến động lớn. Mã Vĩ, Phúc Châu lại là một nơi phát sinh bi kịch ô nhục của Trung Quốc năm đó. Một buổi sáng hơn 100 năm trước, một đội chiến hạm nước Pháp tấn công vào nơi đây. Tiến đến gần hạm đội Trung Quốc thì dừng lại. Trung Pháp sớm đã tuyên chiến, nhưng mà địch ta lại cùng neo đậu trên một dòng sông, bắt buộc phải ra tay trước lấy lợi thế, dùng pháo đài cùng tấn công chiến hạm của địch, tiêu diệt hết sạch. Thủy sư của Phúc Kiến đều là quân hạm bằng gỗ, quân Pháp thì đều là thiết giáp. Một khi khai chiến, sợ là lãnh ít dữ nhiều. Thần đang xin các cường quốc Anh Mỹ ra mặt điều đình, ép quân Pháp rút lui. Nước Pháp nếu như đã hỗn hào như thế, vậy thì hãy làm theo lời các ngươi, cho bọn họ một bài học đi. Nhưng mà khai chiến thì được, nhưng mà không được bắn pháo trước, tránh để cho bọn chúng lấy cớ. Thái hậu có chỉ, có thể khai chiến, nhưng mà không được nổ pháo trước. Thái hậu có chỉ. Lý Hồng Chương, có thần. Chiến hạm thiết giáp của chúng ta đâu? Phía trước phát hiện rặng san hô. Là các tăng mẫu âm. Chúng ta đã vào đến lãnh thổ Trung Quốc. Đại nhân, Lâm Trấn Diễn đại nhân, có cờ hiệu cấp bách. Vừa mới nhận được tin tức từ vòng ngoài, thủy sư Phúc Kiến trong 30 phút toàn bộ đã bị quân Pháp đánh chìm. Đại nhân, trả lời như thế nào? Bắn pháo thông báo chiến hạm thiết giáp của Trung Quốc về rồi. Trung đường đại nhân, các khoản tiền của nội phủ đều là ngụy tạo, có nên giao cho hình bộ không? Nội phủ tham ô, lại bộ thì sạch sẽ sao? Hộ bộ thì sao? Binh bộ, cho dù hình bộ tăng hình giảm tội, không phải cũng dùng tiền để chuộc à? Tiền mỗi năm của Đại Thanh có 1/10 dùng vào chỗ chính nghĩa đã không dễ dàng rồi. Tạm thời để qua một bên. Kinh phí cho hải quân vẫn phải chờ vào người trong cung thôi. Sớm muộn gì thì ở đây sẽ thành lập tiêu điểm của Nhật Bản. Như thế chúng ta có thể kề sát được phần bụng của Trung Quốc, rút dao cho chúng một phát. Đưa đảo Điếu Ngư của Trung Quốc vào bản đồ của Nhật Bản sẽ tạo thành uy hiếp lâu dài với Trung Quốc. Nhưng mà nhiều năm như thế, chúng ta dùng các cách cũng không tìm thấy chứng cứ đảo Điếu Ngư thuộc về Nhật Bản. Ngược lại, những ghi chép thu thập được, bao gồm cả bản đồ được vẽ hơn 100 năm trước của Nhật Bản chúng ta, cũng biểu thị đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc. Thiên hoàng bệ hạ có lời mời. Bây giờ không phải thời cơ. Trung Quốc đã có một lực lượng lớn hải quân, khiến người ta phải sợ hãi. Yên Đài, Trung Quốc, năm 1886. Đề đốc thủy quân Bắc Dương, Đinh Nhữ Xương, dẫn toàn thể tướng sĩ, mời trung đường đại nhân kiểm duyệt. Thuyền trưởng chiến hạm thiết giáp Đinh Diễn, Lưu Bộ Thiềm, tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoàng gia Anh quốc. Thuyền trưởng chiến hạm thiết giáp Trấn Diễn, Lâm Thái Tăng, tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoàng gia Anh quốc.
thuyền trưởng chiến hạm Trí Diễn Đặng Thế Xương, tốt nghiệp lớp thuyền chính Mã Dĩ. Thuyền trưởng chiến hạm Kinh Diễn Lâm Vĩnh Thăng, tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoàng gia Anh Quốc. Thuyền trưởng chiến hạm Tịnh Diễn Diệp Tổ Khuê, tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoàng gia Anh Quốc. Thuyền trưởng chiến hạm Tế Diễn Phương Bá Khiêm, tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoàng gia Anh Quốc. Thuyền trưởng chiến hạm Khang Tề Tác Trấn Băng, tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoàng gia Anh Quốc. Thuyền trưởng chiến hạm Quảng Giáp Ngô Kính Dinh, tốt nghiệp Học viện Công nghiệp Duyseo, Mỹ. Thuyền phó Ngư Lôi Định Diễn Dư Chấn Bằng, tốt nghiệp Đại học Yale, Mỹ. Thuyền phó chiến hạm Tế Diễn Thẩm Thọ Xương, tốt nghiệp Trung học Norwich, Mỹ. Thuyền phó súng pháo chiến hạm Trấn Diễn Tàu Gia Tường, tốt nghiệp cấp 3 Harford, Mỹ. Khởi động! Lão Phu bù đầu công việc hai mươi mấy năm nay, bây giờ ngày Trung Quốc giàu mạnh, có thể mong đợi được rồi. Có thời gian đến Nhật Bản lấy chút tình cảm. Nagasaki, Nhật Bản, năm 1886. Quả là tàu lớn. Nổ súng chào đón. Thực lực hải quân của Trung Quốc đã vượt qua chúng ta rồi, thậm chí còn vượt qua cả hải quân Mỹ. Nhạc mừng. Bạn học cũ, chào mừng anh đến Nhật Bản. Hy vọng nòng pháo của các anh mãi mãi chỉ để nổ pháo chào mừng. Đương nhiên. Bộ Thiềm, cậu ở lại trên chiến hạm. Lịch sử Trung Quốc luôn là người thầy của Nhật Bản. Bây giờ Hải quân Trung Quốc đương nhiên cũng là thầy của Hải quân Nhật Bản. Vậy thì để cho học trò kính thầy một ly. Cạn ly. Trung Nhật hai nước là hàng xóm. Hàng xóm thì tối lửa tắt đèn có nhau. Lần này chúng tôi tới gõ cửa, không nghĩ ngài thủ tướng lại đích thân đón tiếp. Quả là vinh hạnh. Lần này chúng tôi đã chuẩn bị rượu trắng của Trung Quốc cho các vị. 60 độ. Bỏ đồ xuống, tôi muốn kiểm tra. Tại sao? Bởi vì các người là người Trung Quốc.
Hôm nay, các tướng lĩnh thủy quân Bắc Dương nếu có sơ suất, thì năm phát đạn của tôi có thể đảm bảo mạng sống của ngài và ngài thủ tướng. Nghe danh Đặng đại nhân, anh dũng đã lâu. Quả nhiên là hào kiệt. Ngài thủ tướng, bây giờ ngài có thấy rượu hôm nay có ngon không? Đương nhiên, uống rất là ngon. Vậy thì tốt, tiễn khách. Các anh em, mau bắt lấy chúng. Chuyện gì vậy? Mau nổ pháo về phía chiến hạm Trung Quốc. Người Trung Quốc đã khai chiến, đánh người của chúng ta. Không được vào, phải chờ mệnh lệnh. Chờ cái gì? Vào vị trí, các chiến hạm ngắm chuẩn pháo đài Nhật Bản. Ngư lôi ngắm chuẩn quân hạm Nhật Bản. Các pháo thủ vào vị trí, lắp đạn thật, chuẩn bị. Đợi đã, chuyện này có liên quan tới chiến tranh hai nước, không được manh động. Âm thanh có trọng lượng nhất giữa quan hệ hai nước là tiếng đại pháo. Đó là quan điểm của người phương Tây các ông. Chúng tôi là người Trung Quốc, bắt buộc phải đợi lệnh của ngài Đinh. Cho nên, người Trung Quốc các người luôn chịu thua thiệt trên phương diện cường quyền và bạo lực. Các anh chưa bao giờ nghe lời của chúng tôi. Các anh luôn luôn cố chấp. Ngài tư lệnh, đối với chuyện ngày hôm nay, tôi vô cùng bất mãn. Đây là sự manh động của một bộ phận dân chúng, không phải ý của chính phủ. Anh em xa không bằng láng giềng gần. Hàng xóm với nhau, khó tránh khỏi thị phi. Đều phải khắc chế, đặc biệt là ai cũng không được khơi lên chiến tranh. Tại hạ đồng ý. Sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Trưởng quan, mau nổ pháo, nếu không thì không kịp. Hải quân không làm thì chúng tôi tự làm. Thật sự, đây là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần 10 phút là có thể đánh chìm toàn bộ. Thực lực bây giờ của bọn chúng vẫn chưa phải là thời cơ. Đồ nhát gan, Nhật Bản tốn bao nhiêu tiền chỉ nuôi lên đám vô dụng các người sao? Chúng ta có thể mượn cớ này đánh chìm những chiến hạm nhỏ của Nhật Bản. Sau khi lên bờ, tôi sẽ từ chức. Tôi chỉ là một binh lính, không có quyền chỉ huy hạm đội. Nhật Bản tuy nhỏ, nhưng mà có tính xâm lược lớn. Nhật Bản là uy hiếp lớn nhất đối với hải quân Bắc Dương chúng ta. Quy Hải, Trung Quốc. Quy Hải, hơn 100 năm trước, nơi đây là nơi dừng đỗ của hạm đội đầu tiên ở châu Á. Khi đó có một người phương Tây tên là Her, nói một câu như vậy: Trung Quốc con người to lớn như vậy, có lúc lựa chọn chạy trốn, duỗi cái lưng ra. Chúng ta tưởng rằng nó đã tỉnh lại rồi, chuẩn bị thấy nó là một chuyện vĩ đại. Nhưng mà qua một lúc, chúng ta lại thấy nó ngồi xuống uống trà, hút thuốc, ngáp một cái rồi ngủ tiếp. Chiến hạm Quảng Giáp đến chưa? Vừa mới vào cảng, chậm quá đi. Từ Quảng Đông mà trong 3 ngày đến đây đã là tốc độ nhanh nhất. Quả vải chậm một ngày là đã nát hết rồi. Thái hậu chỉ cần ăn phải một quả nát thì ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Trước đây không phải là vận chuyển tới Thiên Tân à? Hôm nay gió lớn, cần phải tránh gió. Đường đường là quân hạm của Đại Thanh, lại trở thành tàu chở hàng riêng của Thái hậu.
Đừng nói lung tung, vì để kiếm kinh phí cho hạm đội, Lý Trung Đường ở trong triều đã khó khăn lắm rồi. Tất cả thủy binh đều không được xuống tàu, lực gió nhỏ lắm, lập tức đưa tới Thiên Tân. Em gái, lớn rồi mà còn như vậy. Lớn thế nào, em vẫn là em của anh. Vừa mới từ anh trở về à? Tới Quảng Châu trước, đúng lúc ngồi thuyền quản giáp. Vào đi, Đặng đại nhân. Có chuyện gì? Đặng đại ca, anh có khỏe không? Thế Sương vẫn khỏe. Tiểu thư sao rồi? Em rất khỏe. Nhưng mà em nghe anh họ nói anh đang âu sầu à? Cũng không lên bờ thay đổi tâm trạng đi. Điều lệ hải quan quy định, nghe nói trong toàn hạm đội chỉ có một mình anh tuân thủ quy định như vậy. Ăn thử đi, ít nhất là tươi hơn của Thái hậu. Không ăn, nhìn thấy đã khó chịu. Được thôi, vậy còn cái này? Đây là sách mới mà bạn học cũ của anh dịch lại, muốn đưa tới Thiên Tân để hiệu chỉnh. Vạn vật trên đời, người thắng sinh tồn, quốc gia dân tộc cũng như thế. Nay dân tộc Trung Hoa không phấn đấu, tất sẽ bị đào thải khỏi lịch sử nhân loại. Em còn có một món quà hay hơn. Đây là tàu tuần dương tốc độ cao mới nhất mà Anh Quốc vừa mới hoàn thành. Toàn bộ đều là pháo tốc xạ, Anh Quốc đã đồng ý bán cho chúng ta. Đại sứ quán ở Anh quỹ thác cho tôi, mau chóng đem bản vẽ về. Quá tốt rồi, chúng ta hầu như đều là loại chiến hạm cũ, chính là thiếu loại chiến hạm hiện đại này. Tôi lập tức phát điện báo cho Lý Trung Đường. Tôi lo Lý Trung Đường không lấy được nhiều tiền như vậy. Đúng, quân phí mấy năm nay của hải quân chúng ta phần lớn đều là để tu sửa cho cố quà viên đại thọ 60 của Thái hậu. Trung Đường đại nhân, ngài xem con thuyền đá này như thế nào? Không tồi, rất là khí khái. Chiến hạm mới bây giờ ở chỗ nào? Đang neo đậu ở Anh Quốc, đợi điện báo mua hay không mua. Quy lực của chiến hạm tốt hơn định diễn rất nhiều, giá cũng không đắt. Được, mua. Ở đây chờ ta. Điện hạ, hãy nhìn tôi. 1, 2, 3. Được rồi, rất tốt. Con xin thỉnh an Thái hậu. Hôm nay sao lại muộn vậy? Vừa nãy Lý Hồng Chương đang dâng lên một bản tấu, nói là có một loại chiến hạm mới. Lại tới lấy tiền à? Gần đây không phải là trên biển của Đại Thanh không có chuyện gì hay sao? Tấu chương nói hải quân của Nhật Bản đã ngày một mạnh hơn. Đại Thanh ta bị người phương Tây bắt nạt, nhịn thì coi như là xong. Một đất nước nhỏ ở Đông Dương thì có thể làm nên sóng gió gì chứ? Ta thấy vẫn là nên làm xong đại thọ cho ta rồi nói đi. Dân Nhật Bản mua, lập tức điện báo cho đại sứ quán ở Anh, mua chiếc chiến hạm đó, mau lên. Nhưng mà kinh phí của hải quân không đủ, quyên góp tiền. Đến cả ta, tất cả quan chức chính phủ đều phải đóng góp 1/10 lương bổng của mình. Dân, đây là đàn piano mà Thiên Hoàng Đức tặng cho ta. Nghe nói khả năng đàn của ngươi rất tốt, tặng cho ngươi. Tạ ơn điện hạ. Mặt trời mọc trên biển, ánh sáng chiếu Yoshino. Con chiến hạm này gọi là Yoshino đi. Yoshino. Quân phí của hải quân dùng để sửa chữa cố hòa diện có thể mua được 20 chiến hạm mới. Nhật Bản đã trang bị một lô pháo mạnh, quả lực gấp 1-2 lần chúng ta. Còn chúng ta, nói những cái này cũng vô dụng. Bây giờ ít nhất thì cũng phải bổ sung pháo đạn cho chúng ta, đặc biệt là lựu đạn bạo phá. Lựu đạn này trong nước không chế tạo được, chỉ có thể mua từ nước ngoài.
Chúng ta năm nào cũng xin mua, cũng không biết số tiền này tiêu đi chỗ nào. Đây là một món quà nhỏ mà ngài Smith tặng cho ngài. Còn có cái này. Ngài xem đi. Chỉ như vậy thôi à? Sau này tôi còn có một lô hàng đặt. Vậy thì lần sau nhất định sẽ thêm. Thế mới đúng. Gần đây thế cục không ổn định. Xin tiểu thư đi đường cẩn thận. Em làm xong chuyện hiệu chỉnh thì sẽ về. Tốt nhất vẫn nên về Phúc Châu đi. Sớm ngày thành gia. Chỉ là bởi vì không gặp được người đàn ông ưu tú như Đặng đại ca. Thế Xương từ khi gia nhập hải quân sớm đã hiến thân cho đất nước. Trên hiếu cha mẹ, dưới yêu nhi đồng. Đây là em mang từ Đức về. Nhớ là Đặng đại ca rất thích chó. Cho nó làm bạn với anh. Đi đi. Nó tên là gì? Gọi là Thái Dương đi. Lý Trung Đường lệnh cho chúng ta phái hai chiến hạm tuần tra ven theo đảo Điếu Ngư, Đài Loan, Đông Sa, Tây Sa, quần đảo Nam Sa. Thế Xương, cậu dẫn đội đi. Tuân lệnh. Được rồi. Sau đó các cậu đến Hồng Kông nghỉ ngơi vài ngày. Thuận đường về quê Phan Ngưu thăm cha mẹ. Đặng đại nhân, tàu chúng ta đã đi vào hải phận đảo Điếu Ngư. Đúng. Đó chính là đảo Điếu Ngư. Chiến hạm thiết giáp mang theo lá cờ Trung Quốc tung bay. Một lần nữa đi qua bên cạnh nó. Đó là mùa hè 118 năm trước. Gần như đồng thời lúc đó, ở bên kia biển lớn, một hạm đội Nhật Bản vô cùng to lớn đã xuất cảng quân sự Sasebo. Phan Ngu, Quảng Đông. Phụ thân đại nhân, đó chính là tàu sắt lớn của người à? Đúng. Phụ thân, chiến hạm của người tại sao lại mang tên Trí Viễn? Thầy giáo ở trên lớp có giảng qua. Yên lặng là Trí Viễn. Là ý này à? Trung Quốc có đường bờ biển dài 36.000 dặm. Từ sau thời Trịnh Hòa Chí thì không có ai từng đo độ sâu của biển. Một dân tộc từ bỏ chủ quyền trên biển thì chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Trí Viễn chính là đi đến nơi sâu thẳm của biển lớn, đi vào nơi xanh thẳm. Nhưng mà cả một dân tộc vẫn sống trong cái bệnh hồ đồ. Có lẽ phải có một lần thất bại thảm hại thì mới có thể khiến Trung Quốc tỉnh ngộ. Chả là nói Trung Quốc vẫn còn bị thất bại à? Vẫn cứ phải có người dùng máu tươi đi cảnh tỉnh người khác. Thế Xương lần này đi, trung hiếu không thể vẹn toàn. Trong nhà dựa hết vào vợ hiền. Hy vọng đại nhân thường gửi thư về. Trung đường đại nhân, viên Thế Khải từ Hán Thành gửi điện cấp báo, đọc: quân đội Nhật Bản đột nhiên đổ bộ trên Incheon. Đất nước nhỏ bé to gan Nhật Bản lại dám xuất binh xâm lược Triều Tiên. Mưu đồ chiếm bán đảo Liêu Đông của chúng ta ngông cuồng hết sức. Chúng ta dốc hết sức nghênh chiến, tiêu diệt hạm đội của Nhật Bản trên biển. Thần cho rằng Nhật Bản đã ảnh hưởng lớn đến lợi ích Viễn Đông, lợi dụng sức ép của các nước Anh, Pháp, Nga, Mỹ ép Nhật Bản không đánh mà phải lui. Đây là thượng sách trong binh pháp. Xin hỏi Trung đường đại nhân, Đại Thanh 20 năm dùng ngàn vạn lượng bạc nuôi hạm đội Bắc Dương để làm cái gì? Lẽ nào thành hạm đội của riêng Trung đường đại nhân rồi à?
hạm đội Bắc Dương 7 năm không được thêm chiến hạm, pháo súng đã cũ, mà Nhật Bản tập hợp tất cả lực lượng quốc gia để phát triển hải quân. Một khi quyết chiến trên biển, sợ là khó có thể thắng. Được rồi. Mấy chục năm nay, trên biển Trung Quốc chưa từng bại trận. Đường đường là một đại quốc, ai muốn bắt nạt thì bắt nạt à? Bây giờ Nhật Bản nhỏ bé lại dám động tay động chân. Nếu như không dạy dỗ, hậu quả khó lường. Lệnh cho Lý Hồng Chương lập tức điều lục hải quân, dẹp trừ quân địch. Lục quân đã chiếm lĩnh Hán Thành. Đại bản doanh lệnh cho chúng ta ra tay, tiêu diệt hạm đội Bắc Dương. Chuyện này vô cùng mạo hiểm. Tiếp tục. Dân, hạm đội Bắc Dương là kẻ địch mạnh đứng thứ 6 trên toàn thế giới. Quyết chiến với bọn họ trên biển không dám chắc phần thắng. Đặc biệt là chủ pháo 305 8 nòng, tên là Định Diễn, Trí Diễn. Cho nên đây là một tai họa lớn. Chỉ có thể sử dụng cách đánh đột ngột, không tuyên chiến mà đánh mới là hiệu quả nhất. Cách đánh đột ngột, không tuyên chiến mà đánh chính là điểm mạnh của Nhật Bản chúng ta. Yoshino, có. Lập tức nhanh chóng tập hợp hạm đội tốc chiến, ra biển tìm thời cơ chiến đấu. Trưởng quan, nếu như chúng ta chiến đấu thất bại thì phải làm sao? Dù sao thì quân hạm của chúng ta cũng quá mạnh. Đại bản doanh đã ra phương châm, một khi thất bại thì toàn bộ lực lượng quay về Nhật Bản. Nhật Bản đem tương lai đều đặt cược vào trận đấu này. Lâm Thái Tăng và Phương Bác Khiêm đều dâng tấu, kiến nghị hạm đội Bắc Dương xuất phát từ Mã Hải Hiệp, tiêu diệt giữa đường hạm đội Nhật Bản và tàu dẫn binh. Dù sao Trung Nhật vẫn chưa tuyên chiến, không thể làm to chuyện, chỉ cần tăng cường chuẩn bị cho chiến đấu là được. Nhưng mà đạn thuốc của chúng ta đều vô cùng thiếu hụt. Hôm qua kiểm kê, lựu đạn của chủ pháo 305 chỉ còn 3 quả, Định Diễn, Trấn Diễn, mỗi chủ pháo chỉ có 3 quả à? Không, mà là 8 chủ pháo của hai chiến hạm, tất cả chỉ còn 3 quả. Kiểm tra nghiêm ngặt, tiền mua đạn pháo rốt cuộc là đi đâu rồi? Phát điện báo cho Đại sứ quán bên Đức, nhanh chóng mua một lô đạn lớn, sợ là không kịp. Đại bản doanh điện đến, theo tình hình cấp báo của gián điệp nằm vùng ở Trung Quốc, ngày mai sẽ có 3.000 lục quân Trung Quốc được tàu phòng hộ Tế Diễn và Quảng Ức vận chuyển tới Incheon. Hải phận Toshima ngày 25 tháng 7 năm 1894. Phương đại nhân, tàu Cao Thăng và Thao Giang đã đến rồi. Bọn họ tới muộn à? Tàu Cao Thăng có hơn 1.000 lục quân, tàu Thao Giang thì có 20 vạn lạng quân ngân, không thể nào đi nhanh được. Phát hiện 3 chiến hạm Nhật. Gặp thật à? Là Tế Diễn và Quảng Ức. Bánh lái bên phải đầy đủ, chuẩn bị chiến đấu, dừng. Các pháo vào vị trí, dừng. Chiến hạm Nhật Bản chuyển hướng đi rồi, trốn sao? Shibui, 3 thuyền, Togo, Hei, Hachiro, chúng ta dù sao cũng là bạn học cũ. 3 chiến hạm của chúng ta đã hoàn toàn triển khai rồi. Chiến hạm Nhật là chuyển hướng, đang chặn đường đi của chúng ta. Là có ý gì? Thả một quả pháo lễ. Cái gì? Chỉ như một lời hứa mà thôi. Là pháo lễ. Anh ta quả nhiên không quên. Bỏ đạn pháo thật đi, thay bằng pháo lễ, dừng. Đại nhân đâu? Các pháo tiếp đạn. Phóng. Người Nhật Bản đang bắn pháo về người Trung Quốc. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta là tàu Anh. Tiếp tục đi về phía trước.
tập trung quả lực, đánh đại chỉ huy. Bên phải phát hiện tàu quản ức, đánh lái bên phải. Các chiến hạm tập trung bắn tàu quản ức. Quay đầu, tập trung võ lực đánh tế diễn. Còn có quan quân nào không? Phương đại nhân, anh vẫn còn sống. Vừa nãy bị chấn động cho nên ngất đi. Thuyền phó, thuyền tam đều tử trận hết. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta một chiến hạm địch ba chiến hạm. Rút. Xong ra ngoài. Mệnh lệnh Naniwa và Akisusu đánh chặn tàu cao thăng và thao giang. Chúng ta đuổi theo tế diễn. Đi. Treo cờ trắng. Anh nói là cờ trắng. Bảo cậu treo thì treo đi. Tế diễn đã treo cờ trắng. Đầu hàng rồi, tại sao lại không dừng tàu? Tiếp tục đuổi theo. Các anh em, dù sao cũng chết. Chúng ta liều mạng cùng với chúng. Phóng. Ngắm chuẩn. Ngắm chuẩn. Đánh lái bên phải. Thêm quả pháo nữa. Dừng đuổi theo. Dập lửa đi. Tế diễn đã đi xa rồi. Thao giang đã treo cờ trắng đầu hàng. Chiến hạm Nhật mệnh lệnh chúng ta cũng đầu hàng. Nhưng mà chúng ta là thuyền Anh treo cờ Anh. Người Nhật Bản cũng không dám khai pháo. Tàu cao thăng nói họ là tàu Anh, nhưng mà bên trên lại vận chuyển lục quân Trung Quốc. Chúng ta quyết không đầu hàng. Tất cả cầm súng lên. Thuyền trưởng tàu cao thăng nói, khi xuất phát, hai nước chưa tuyên chiến, xin hãy suy nghĩ đến tính mạng của hơn 1.000 người trên tàu. Lệnh cho tàu Akisusu phóng ngư lôi. Bắn về phía người rơi xuống nước. Cứu người. Đạn pháo không nổ à? Đúng, nếu không thì Yoshino sớm đã chìm. Bây giờ lượng lớn quân Nhật đang hướng về Triều Tiên. Hạm đội chúng ta phải lập tức đánh chặn. Phòng tuyến của hải quân nên là cửa xuất của quân địch. Rất nhiều trận chiến trước đây đều là ép chết quân địch ở trong cảng biển. Tôi xin chỉ thị của Lý Trung Đường. Đợi đã. Tại sao? Đều là đạn tập. Trong kho chỉ còn đạn tập. Đạn tập à? Chỉ có thể nổ được thuyền gỗ thôi. Nhưng mà chúng ta đang đối diện là chiến hạm thiết giáp. Mỗi chiến hạm chỉ có thể chia nhau số đạn này.
Đi theo tôi. Ngưu đại nhân, bận rộn nhỉ? Muộn như vậy rồi, Đặng đại nhân có chuyện gì? Ông còn nhớ điều lệ hải quân Bắc Dương tụ tập cờ bạc nên chịu tội gì hay không? Chỉ là thuận tiện chơi một chút thôi mà. Một chút sao? Nhưng mà đạn pháo của chúng tôi, ông đều chơi ở chỗ nào rồi? Đặng Thế Xương, không có đạn pháo liên quan gì tới tôi chứ? Tìm mua đạn pháo đều là ông lấy đi. Cậu ngậm máu phun người. Nói tới chuyện tiền bạc, tôi ở đây có sổ sách, cậu có bằng chứng gì đưa cho tôi xem. Đối với loại người như ông thì đây chính là bằng chứng. Người đâu? Không được động đậy. Muộn như vậy rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Đặng Thế Xương, cậu chờ đấy. Đại nhân, bọn chúng phải làm sao đây? Tàu Trí Diễn thì đưa đi, những tàu khác cút cho tôi. Anh họ nói các anh sắp ra biển. Đúng. Có thể là ngày mai. Ngày mai là ngày gì? Là ngày sinh nhật của anh. Bánh chéo quẩy đường Thập Bát. Nhân tiện tặng cho anh một bộ y phục. Bốn mươi lăm tuổi rồi. Vốn dĩ đây là thời kỳ báo quốc, nhưng mà giận nước lâm nguy, triều đình thối nát, quan trường thối nát, quân đội thối nát, đáng sợ nhất là đến dân chúng cũng thối nát. Lẽ nào câu nói đó thật sự ứng nghĩa mà? Tiếng pháo trên biển chính là ngày Đại Thanh diệt vong. Có lẽ ngày Đại Thanh diệt vong cũng là ngày mà Trung Quốc tái sinh. Khắp nơi đều đang nói hải quân Bắc Dương. Nói cái gì? Nói các anh tham sống sợ chết, không quan tâm tới sống chết của 1.000 lục quân, chỉ lo cho bản thân trốn chạy. Còn nói Trung Quốc tiêu mất mấy nghìn vạn lạng để nuôi một đám nhát gan. Được rồi, em tin mọi người mới chạy xa xôi như vậy tới đây. Bây giờ tôi không muốn gặp ai cả. Anh một lòng báo quốc, đương nhiên sẽ đắc tội với đám tham quan, làm sao tránh khỏi tiếng xấu. Nhưng mà anh cũng nên ít nói những lời cay nghiệt, tránh bị rơi vào bẫy của bọn chúng. Cái đám thối nát đó hại dân hại nước, không được nói à. Đại nhân, hai người họ làm sao xử lý? Trói lại. Đất nước gặp khó khăn, các ngươi thân là quân nhân lại ham mê cờ bạc, làm cho người ta cười hải quân Bắc Dương chúng ta. Đại nhân, sắp lên chiến trường rồi, ngày mai là người hay là ma còn không biết, còn cứng miệng. Binh sĩ vi phạm kỷ luật nên giao cho quân pháp xử lý. Tại sao cậu lại tự ý dùng hình? Lưu đại nhân, Đặng đại nhân, quân Nhật công kích Bình Nhưỡng, Lý Trung Đường lệnh cho hạm đội xuất phát đến Đam Đông. Tiêu rồi. Cái gì? Lô đạn pháo mới vẫn đang trên đường, không kịp tới. Thắp lửa, nhổ neo. Đại nhân, đạn pháo của các pháo giờ còn không tới một nửa. Một khi khai chiến, dùng hết đạn pháo rồi thì dùng ngư lôi. Dùng hết ngư lôi rồi thì chỉ có cách đâm vào thôi. Chỉ còn 3 phát lựu đạn bộc phá. Định diễn, trấn diễn, mỗi tàu một phát. Chỉ dư lại một phát này, nghe theo mệnh trời.
Thuộc về anh rồi. Không tới lúc quan trọng thì đừng đánh. Hải phận Đại Đông Câu Hoàng Hải, ngày 17 tháng 9 năm 1894. Tàu tiếp diễn Hải quân Bắc Dương. Đặng đại nhân, cờ hiệu của Đinh Quân Môn. Lục quân đã lên bờ, chuẩn bị quay về tàu. Đại nhân, ăn cơm đi. Hôm nay đặc biệt nấu mì cho ngài. Tại sao? Hôm nay là sinh nhật của ngài. Trước lúc xuất phát, em gái của Lưu Quân Môn có bảo Tiêu Hạ sắp xếp. Cô ấy bảo Tiêu Hạ đưa cho ngài. Thế gian vạn vật chỉ có người thắng sinh tồn. Quốc gia dân tộc cũng như thế. Nay dân tộc Trung Hoa không phấn đấu, tất sẽ bị đào thải khỏi lịch sử nhân loại. Mạn trái phát hiện chiến hạm của địch, phát cảnh báo chiến đấu. Dùng trận địa hình chim nhãn đón địch, có thể phát huy được ưu thế chủ pháo của quân ta. Lấy định diễn, trấn diễn, hai chiến hạm này xung phong đánh địch. Nhưng mà hai cánh của chúng ta mỏng yếu, tôi có thể dẫn hạm đội chuyển hướng đối đầu bọn chúng. Hành động đi, tuân lệnh. Trên thế giới, mỗi trận quyết chiến trên biển cũng đều quyết định vận mệnh của hai quốc gia. Em đã hiểu. Các vị, hôm nay nếu tiếp diễn có gì bất trắc, thế xương thề cùng chiến hạm địch cùng chim. Thề cùng chiến hạm địch cùng chim. Hạm đội Bắc Dương xếp thành trận địa hình chim nhãn. Tư lệnh trưởng quan, đại tá Tsuboi của tàu Yoshino phát điện báo tin, đề nghị Yoshino, Naniwa, Akitsutsu, Takachiho, bốn con tàu chiến hạm này mau chóng hợp thành đội cơ động, công kích cánh phải của quân địch. Phát tín hiệu, đồng ý phương án này. Dùng bốn chiến hạm cao tốc, hơn 100 đầu pháo cao tốc, tập trung đánh vào hai chiến hạm ở bên phải của chúng. Sau đó đánh từ phía sau. Các chiến hạm lắp đạn thật, chuẩn bị chiến đấu. Pháo thủ vào vị trí. Đạn xuyên giáp đã lắp xong. Ngày 17 tháng 9 năm 1894, trên mặt biển Hoàng Hải, 12 chiến hạm của hạm đội Bắc Dương chiến đấu với 12 chiến hạm của Nhật, làm nên trận hải chiến hạm đội thiết giáp mấy hơi nước đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Trận hình của hạm đội Bắc Dương có vấn đề, đúng không? Thuyền đối đầu đối diện chúng ta, tuy rằng phát huy được quả lực của chủ pháo, nhưng mà pháo cánh và pháo sau không thể nào bắn được. Thế thì càng có lợi cho chúng ta. Lưu Bộ Thiềm, Lâm Thái Tăng đều là nhân tài du học Anh. Tại sao có thể phạm sai lầm như vậy? Ngài tư lệnh, bọn chúng đều là bạn học cùng với ngài ở Anh Quốc à? Đúng.
Bọn chúng đều là bạn. Trưởng quan ngài là nói, ngài là đang chiến đấu cùng với bạn của mình. Chiến hạm dẫn đầu quân địch là Yoshino, cách chúng ta 6.000 mã. Nổ pháo. Đạn xa, chỉnh lại máy bắn. Trưởng quan, vẫn đánh à? Vẫn chưa tới điểm bắn thuận lợi. Phải gia tốc xông qua đó, tiếp tục bắn. Nổ pháo. Trúng Yoshino. Theo tư liệu ghi chép, từ 12 giờ 55 phút bắt đầu, hạm đội hai bên trong khoảng cách 5.000 mét triển khai bắn pháo lẫn nhau. Bởi vì khoảng cách hơi gần, tỷ lệ bắn trúng chí mạng không cao. Nhưng mà theo khoảng cách ngày càng kéo gần, ưu thế bắn pháo nhanh của Nhật Bản bắt đầu thể hiện ra. Các chiến hạm tập trung võ lực, đánh định diễn trước. Ngài Đinh, theo phương pháp chiến đấu của người phương Tây chúng tôi, ngài nên chỉ định một chiến hạm mang cờ đại diện. Đúng, mau truyền lệnh, xin lưu quân môn phát lệnh. Mau dìu vào trong kho, phát tín hiệu, toàn hạm đội tập trung võ lực đánh Matsushima. Đặng đại nhân, cờ tín hiệu định diễn bị quỷ, hạm đội đã mất chỉ huy, chỉ có tự mình chiến đấu. Toàn hạm đội đánh Matsushima trước. Định diễn và trấn diễn xông về phía chúng ta. Trí diễn tế diễn ở phía sau chúng ta. Tịnh diễn, la diễn, kinh diễn đang ở bên trái, trước góc phải. Chúng ta sắp bị bao vây. Đội cao tốc đâu? Bọn họ đã xông qua trận địa địch, mất liên lạc. Mau chóng xông qua đó. Đội quân ta đang bị đi vào vòng dây của hạm đội Bắc Dương. Không quan tâm, làm theo kế hoạch cũ, đánh chìm Siêu Dũng và Dương Quy. Tàu Dương Quy bị đánh hủy vào 13 giờ 10 phút. Tàu Siêu Dũng chìm vào 13 giờ 27. Lưu Quân Môn, Đinh Quân Môn sống chết cũng không vào trong kho. Đinh đại nhân, xin hãy vào trong kho trốn đi,
Đại tướng chết trên sa trường, chứ không được trốn ở đâu rồi chết. Đại nhân, Sư Dũng và Dương Quy chìm rồi. Đặng đại nhân, Hoàng đại nhân của Sư Dũng phát cờ hiệu cuối cùng. Hy vọng các vị bạn học phấn đấu anh dũng báo quốc. Đặng đại nhân, Tào Huy Ai và Akagi bị rời trận. Cơ hội tốt, toàn hạm đội tập trung quả lực đánh chìm bọn chúng. Tứ phía đều là chiến hạm địch, chúng ta phải làm sao? Trấn tĩnh, từ trong dòng hạm đội địch xông qua, đuổi theo đại đội. Đại nhân, Tào Huy Ai và Akagi đang xông về chúng ta, tìm đường chết rồi. Tạo thành quả lực đang kéo với các chiến hạm khác, nhất định phải đánh chìm nó. Bắn! Thuyền trưởng, mau nổ pháo, đừng để cho chúng chạy mất. Mau nổ súng, khói lớn quá, nhìn không rõ. Trưởng quan, Tào Huy Ai và Akagi đang gặp nguy hiểm. Đánh lái về bên trái, quay lại cứu viện. Tuân lệnh. Đánh lái về bên trái. Lưu quân môn, hạm đội địch toàn bộ đã xuyên qua được trận địa của chúng ta. Chỉ còn mỗi Saikyo bị bỏ lại phía sau. Ngăn Saikyo, tranh thủ trước khi Yoshino đến thì đánh chìm nó. Ngài Bộ trưởng, bây giờ hạm đội Bắc Dương 5 chiến hạm đang tấn công một tàu chúng ta. Ngài có hậu sự gì cần giao lại không? Tàu này không thể kiên trì được à? Trúng đạn hơn 20 chỗ, nhưng có rất nhiều viên xuyên qua thân tàu, không tạo thành phá hoại chí mạng. Tại sao đạn xuyên qua mà không nổ? Đại nhân, bây giờ chúng ta đánh là đạn xuyên giáp, tại sao xuyên qua mà không nổ? Tiêu Hạ cũng không biết, có phải là nên dùng lựu đạn đó không? Vẫn là chưa tới lúc. Yoshino tới rồi. Không ngờ cuối cùng vẫn qua khỏi. Khoảng cách bao nhiêu? 400 mã. Bắn người lôi. Chuẩn bị. Mau bắn pháo ngăn lại. Chiến hạm của chúng ta là tàu thương cải tạo, chỉ có một nòng pháo thôi, đã bị hỏng rồi. Bắn. Bắn lôi phải. Gia tốc, đánh lái sang phải. Ngư lôi cách xa mục tiêu, áp sát vào, gần hơn nữa. Cách 150 mã, bắn quả thứ hai. Đánh lái sang phải. Lắp quả cuối cùng lên. Quả thứ ba. Yoshino tới rồi. Không quan tâm, tới gần nhất có thể. Đã 40 mã. Xem mày còn chạy đi đâu. Bắn, bắn lôi sau. Đại nhân, bởi vì khoảng cách quá gần, ngư lôi vẫn chưa kịp phát quả. Phát tín hiệu cho ngài tư lệnh. Chúng ta đã đến trước trận địa của hạm đội Bắc Dương. Xin bọn họ đánh từ phía sau lên. Theo tư liệu ghi lại, hải chiến tiến hành sau 3 tiếng. Hạm đội Bắc Dương mất đi sự chỉ huy thống nhất, bị rơi vào thế bị hạm đội Nhật Bản tấn công hai mặt. Thế cân bằng của lịch sử bắt đầu mất.
Đặng đại nhân, chủ pháo chỉ còn lại Đặng Tập. Kho bị bắt lửa rồi, kho ngư lôi nguy hiểm. Chỉ có thể giết ngư lôi thôi. Một khi phát nổ, chiến hạm chúng ta đã không còn đạn pháo. Ngư lôi là vũ khí cuối cùng. Đại nhân, tôi đi mở van đáy tàu, cho nước tràn vào trong kho. Còn muộn nữa thì không kịp. Đi đi. Đặng đại nhân, ngài hãy bảo trọng. Đại nhân, kinh diễn đang bị bao vây, đã bắt đầu chìm. Định diễn đã bốc cháy, trấn diễn đang tới gần yểm hộ. Đánh 3 tiếng đồng hồ, chiến hạm địch một cái cũng chưa chìm. Nhật Bản toàn dựa vào Yoshino. Đánh chìm nó, hạm đội Bắc Dương ta còn có thể thắng. Bây giờ chiến hạm ta chỉ còn một quả ngư lôi, chỉ có thể xông lên mà thôi. Chiến hạm của chúng ta đã trúng hơn 400 phát đạn, cách bọn chúng quá gần, tần suất trúng pháo địch sẽ càng cao hơn. Đại nhân, có nên lùi về sau tạm tránh một lúc, dập lửa rồi tát nước cái đã? Treo cờ xung phong. Đại nhân, ngài nói treo cờ xung phong. Dân, treo cờ xung phong. Treo cờ xung phong. Trưởng quan, chí diễn một mình xông về phía chúng ta. Đây là ý gì? Sợ là tới đâm vào chúng ta. Toàn bộ tập trung quả lực bắn vào, ngăn nó lại. Các anh em, chúng ta tổng quân bảo vệ đất nước, hôm nay có chết cũng phải đâm chìm Yoshino. Tuân lệnh đại nhân. Tránh sang phải. Mạn thuyền chí diễn lộ rồi. Toàn hạm đội tập trung ngắm chuẩn chí diễn. Phóng.
Đặng đại nhân, ta nói rồi, thề cùng chìm với chiến hạm địch. Nắm lấy. Thái Dương, qua đây. Mau rút. Về đi. Quay về đi. Quay về đi. Thái Dương, thả ra. Buông ra. Đại nhân, bây giờ rút có thích hợp không? Chí diễn kinh diễn đều là quân hạm loại hình mới của quân ta, đều bị đánh chìm. Chiến hạm của chúng ta là cũ nhất, cứ như vậy xông lên là tự tìm chỗ chết. Chi bằng giữ lại một chiến hạm cho Đại Thanh. Tế diễn và quản giáp đã chạy rồi. Đại nhân, kính diễn đã bị Yoshino đánh chìm. Matsushima đang ép gần chúng ta. Lắp lựu đạn. Lựu đạn đã được lắp xong. Ngắm chuẩn hạm cờ địch Matsushima. Ngắm chuẩn Matsushima. Tàu Matsushima. Phóng. Tiếp tục bắn, nhất định phải đánh chìm nó. Tại sao lại không bắn? Đại nhân, đạn pháo đã dùng hết rồi. Đạn bộc phá xuyên giáp mới vận chuyển tới, không lắp vừa nòng súng. Cái gì? Dùng cái giũa. Mau giũa đi. Mau về vị trí pháo. Mau lên. Giũa đi. Mau lên. Lắp xong. Ngắm chuẩn. Phóng. Trưởng quan, kho đạn dự trúng đạn. Đại nhân,
đánh không nổ. Đạn pháo đánh không nổ. Chúng tôi đã đánh chìm 4 chiến hạm đội Bắc Dương. Siêu Dũng, Dương Quy, Chí Diễn, Kinh Diễn, thêm Tế Diễn và Quảng Giáp chạy trốn. Bọn họ chỉ còn lại 4 chiến hạm, hơn nữa đều bị trọng thương. Quân ta Akagi, Kiei, Sakio trọng thương rút lui chiến đấu. Định Diễn và Trấn Diễn trúng hơn 1000 phát đạn, nhưng mà vẫn không xuyên qua được lớp giáp của nó. Phát tín hiệu cho Yoshino, rút. Đinh Quân Môn, chiến hạm địch đã rút rồi, đuổi theo, cho dù đánh chìm một cái cũng được. Đạn pháo của chúng ta đã dùng hết. Tiệc mừng thọ 60 của Từ Hy Thái Hậu. Phương Bác Kim, thuyền trưởng của Tế Diễn đã tấu xin chém rồi. Trung đường đại nhân, quân Nhật công chiếm Lữ Thuận. Quân Nhật ở Lữ Thuận đã giết chết hơn 20 vạn dân thường. Toàn thành chỉ còn 36 người, lấy thi thể để sử dụng. Uy Hải, đảo Lưu Công. Đảo Lưu Công, điểm cuối cùng của Hải quân Bắc Dương, chính là nơi nằm dưới chân tôi đây. Chiến hạm Trấn Diễn, mặc dù bị trúng mấy trăm phát đạn, vẫn không bị thương đến gân cốt, nhưng lại ở ngay cửa nhà trở thành sát dụng. Nhưng mà thuyền trưởng của nó, Lâm Thái Tăng, căm hận đành tự sát. Đây chính là ý niệm lưu truyền trong bọn họ khi còn ở Hải quân Anh. Cùng chìm với chiến hạm địch, đi cùng với họ càng nhiều người hơn nữa đã phải đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời. Yểm hộ pháo đài. Tiến gần bờ biển, bắn. Trưởng quan, tới quá gần rồi. Hạm đội Bắc Dương ở trong cảng, một khi xông ra, bọn họ đã mất đi chủng khí xông ra rồi. Hướng về pháo đài, bắn. Trưởng quan, trong pháo đài, địch ta không phân biệt được. Bắn. Các chiến hạm, bắn về phía pháo đài đi. Ngày 22 tháng 1, thiếu tướng Odera của lữ đoàn 11 Nhật Bản đã bị bắn chết. Mới một ngày đã thất thủ rồi à? Vậy pháo đài Bắc Sơn thì sao? Lục quân của 10 tòa pháo đài Bắc Bang đều đã bỏ chạy tán loạn. Mau đi, cho nổ đi.
Những trọng pháo đó, một khi bị người Nhật chuyển đi, chúng ta sẽ thành tàu chết hết. Đinh Quân Môn, chúng ta vẫn còn khoảng 28 chiến hạm. Thay vì bị đánh trong cảng biển, thì thà ra biển liều mạng một trận. Có lẽ có thể xông ra ngoài mấy chiến hạm. 44 chiến hạm của quân Nhật đã dây kín cảng xuất, chỉ có thể đợi lục quân đến cứu mà thôi. Lý Trung Đường, liệu có quan tâm đến chúng ta không? Trung Đường đại nhân, quân Nhật chiếm lĩnh Quy Hải, điện báo trúng đạn. Đây là điện báo cuối cùng của Đinh Quân Môn. Chỉ có thể tàu chìm người chết mà thôi. Lệnh cho quân đội các đường, người nào tiếp lệnh không xuất binh, lập tức trảm. Người nào tiến quân chậm trễ, lập tức trảm. Người nào 3 ngày không đến Quy Hải, lập tức trảm. Tháng 2 năm 1895, hạm đội Bắc Dương dưới sự tấn công của hạm đội Nhật trên biển và pháo đài của lục quân gặp muôn vàn khó khăn. Tàu ngư lôi của chúng ta, ai lệnh cho bọn họ đánh ra? Ai lệnh cho bọn họ? Là chạy trốn. Mau phát tín hiệu cho bọn họ quay lại. Không kịp rồi. Nổ pháo, ngăn chúng lại. Trưởng quan, hạm đội Bắc Dương đang nổ súng về chính tàu ngư lôi của mình. Nội bộ bọn chúng đang tán loạn. Đuổi theo, đánh chìm hết. Mau, xông về phía bờ. Mau lên bờ. Lý Hồng Chương, hải quân Bắc Dương sắp tiêu tùng rồi. Quân cứu viện đâu? Quân cứu viện muốn bảo toàn thực lực, khoanh tay đứng nhìn. Đến cứu viện chậm trễ, người nào đến chậm, trảm hết cho ta. Trảm chủ tướng thì phó tướng nhát gan như cũ, trảm phó tướng thì đổi lại một người càng nhát gan hơn. Đủ rồi. Ngươi cho ta 3.000 binh mã, ta tự mình đem quân đi. Cùng lắm thì chết ở trên chiến trường, còn có thể mang danh hoàng đế tốt. Thần sẽ đi thúc giục. Đại nhân, quân ta vẫn còn cách Quy Hải 20 dặm. Không được động, đừng nổ súng. Đem giang tế tới đây. Tôi không phải giang tế. Tôi là thuyền trưởng tàu ngư lôi của hạm đội Bắc Dương. Thuyền trưởng à, tại sao lại chạy tới chỗ này? 8 phần là chạy trốn có đúng không? Không, không, tôi... Theo quy định của quân đội, đào ngũ sẽ bị trảm. Tôi xông ra. Đảo Lưu Công thất thủ rồi. Hạm đội Bắc Dương đều chết hết. Tôi giết 10 mấy tên lính Nhật mới xông ra được đây. Cái gì? Đảo Lưu Công thất thủ rồi à? Tôi sống sót xông ra chính là để báo tin cho ngài. Nếu không thì tôi đã sớm tận trung với nước ở trên tiền tuyến. Đại nhân, vậy chúng ta còn đi làm gì nữa? Ngươi nói đảo Lưu Công thất thủ à? Nhưng mà tiếng pháo này, cái này, 8 phần là quân Nhật đang cho nổ pháo ở trên đảo. Rút. Đã 10 ngày rồi. Từ Yên Đài đến đây, cho dù là bò cũng bò tới rồi. Đinh đại nhân, người Nhật Bản gửi cho ngài một bức thư. Đọc. Trưởng quan tư lệnh hạm đội Liên hợp Hải quân Đế quốc Nhật Bản Yusuke Ito gửi tới ngài Đinh Đề Đốc, còn có Tsuboi với đại tá Togo Hei Hachiro, đại diện hạm đội trưởng Nhật Bản, hỏi thăm các bạn học Lưu Bộ Thiền. Tôi hôm nay gặp mặt trên chiến trường, trong lòng cảm thấy rất vui. Đây là trận chiến của quốc gia, không phải thù riêng. Nhớ tới tình bạn năm xưa, vô cùng thương cảm. Trung Nhật hai nước đều là nước Đông Á, mà nay thất bại của Trung Quốc là do triều đình thối nát gây nên. Nếu như thống lĩnh hạm đội đầu hàng, tôi đảm bảo ngài có thể vui vẻ tới Nhật Bản. Đợi sau này quý quốc chấn hưng trở lại thì quay về báo ơn tổ quốc. Từ trước tới nay, người đầu hàng làm nên đại sự rất nhiều. Việc Dương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, tổng thống nước Pháp sau khi đầu hàng chấn hưng đại nghiệp lại tiếp tục tái nhiệm tổng thống. Thổ Nhĩ Kỳ bị Pháp,
Thần cho rằng bây giờ là cơ hội tranh thủ loạn lạc, chiếm lấy đảo điếu ngư của Trung Quốc, có thể không tuyên bố cho thế giới. Chúng ta tự mở hội nghị nội các để định ra. Nó coi như là của Nhật Bản rồi. Sau đó đổi tên cho nó, gọi là quần đảo Senkaku. Có tin tức gì không? Hôm nay, ở chợ gạo Tokyo diễn ra sự kiện người dân cướp gạo. Cảnh sát nổ súng trấn áp, chết 17 người. Kho dự trữ lương thực quốc gia đã không còn đủ. Chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng đàm phán hòa bình với Trung Quốc. Bây giờ điều đáng lo nhất là Trung Quốc tiếp tục kiên trì đánh. E rằng sắp tới, người chịu không nổi chính là chúng ta. Từ hôm nay, ta mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, lấy tài lực cuối cùng, kiên trì một tháng. Bằng mọi giá, chúng ta phải cố hết sức. Đội cảm tử Ngư Lôi, xin chào tạm biệt trưởng quan. Định diễn, trấn diễn là tai họa lớn nhất của đế quốc ta. Dân chúng cả nước góp tiền góp gạo cho chiến hạm chính là vì đối phó hai chiến hạm này. Bây giờ thiên hoàng bệ hạ mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm chính là vì tiết kiệm lương thực cho quân đội tác chiến. Làm ơn. Chuyện tới nước này, ta thấy vẫn là để Lý Hồng Chương bàn điều kiện với Nhật Bản. Người là nói đánh không được thì đừng đánh nữa. Nhưng mà hạm đội Bắc Dương vẫn ở. Ta cũng muốn bảo vệ hạm đội Bắc Dương, nhưng mà ta càng muốn bảo vệ giang sơn xã tắc của Đại Thanh hơn. Còn trì hoãn nữa, Nhật Bản sẽ đánh tới thành Bắc Kinh. Đường đường Đại Thanh lại là cây đại thụ thối nát trống trọng tới tận cùng. Nhìn thì vừa to vừa cao. Một trận mưa gió thì đã đổ rồi. Định diễn vẫn còn. Chúng ta vẫn còn có thể kiên trì một trận nữa. Đại nhân, tàu Ngư Lôi của quân Nhật tập kích. Là tàu Lai Diễn, Bảo Phạt cũng đang chìm. Quy Diễn cũng đã trúng Ngư Lôi. Lại gần, lại gần một chút nữa. Ở bên đó, chuẩn bị nổ pháo. Nổ pháo, bắn. Trận này chúng tôi không đánh nữa. Đem quân hạm giao cho người Nhật, thả chúng tôi về nhà đi. Giết chết tôi đi. Chỉ cần tôi còn sống, quân hạm không được treo cờ trắng. Đinh Quân Môn, không còn hy vọng đâu. Tha cho chúng tôi về nhà đi. Tôi cầu xin ngài, cầu xin ngài tha cho chúng tôi về nhà đi. Về đi, về hết đi. Đinh đại nhân sẽ giải thích thay cho mọi người. Chuyện tới nước này, quân hạm không thể không rơi vào tay của quân địch. Cho nổ chiến hạm, đánh chìm nó đi. Phát tin cho Lưu Bộ Thiềm. Đại nhân, tư lệnh Ito phát điện đến. Anh ta xin ngài tự trọng, xin ngài đầu hàng. Trả lời như thế nào? Nổ pháo, trả lời anh ta. Chiến hạm của chúng ta đã hết đạn pháo. Thank you.
Phái người đánh chìm tất cả chiến hạm còn lại đi. Không cần cho nổ chứ. Rất nhiều người trên chiến hạm đã chạy giãn rồi. Dương đại nhân, đã hết đạn pháo. Ngưu đại nhân, Dương đại nhân, bây giờ ngài là quân quan chức vị cao nhất của Hải quân Bắc Dương. Giờ đưa thư đầu hàng cho quân Nhật. Không ngài thì còn ai? Khốn kiếp! Các người đi mà đầu hàng. Muốn ta mất đi danh tiếng có đúng không? Đừng, sợ chết à? Đặng Thế Sương không phải mất rồi sao? Lâm Vĩnh Thăng không phải mất rồi sao? Hoàng Kiến Quân, Phương Bắc Khiêm, Lưu Bổ Thiềm, Lâm Thái Tăng, những người bạn cũ của chúng tôi. Mọi người cùng đi. Cùng đi. Người đời từ cổ, ai mà không chết? Lưu lại đan tâm, chiếu Hán Thanh. Tàu Khang Tế, Hải quân Bắc Dương. Kính lễ. Đối diện với các bạn học cũ, anh đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ, nếu như bọn chúng đánh vào quả đạn pháo trong kho đạn của chúng tôi, mà không phải đạn xịt, bây giờ vị trí của chúng ta có lẽ đã đảo ngược. Lịch sử Trung Quốc và Nhật Bản cũng sẽ được viết lại. Tôi luôn không hiểu, Trung Quốc ở Quảng Đông, Phúc Kiến vẫn còn mười mấy chiến hạm, tại sao lại không tham chiến? Nếu như tất cả bọn chúng mà hợp lại thì... Đây chính là đặc điểm của Trung Quốc. Tương lai, nếu như có một ngày bọn chúng đoàn kết lại, chúng ta sẽ phải đối diện với một người to lớn thật sự. Mã quan của Nhật Bản, ngày 19 tháng 3 năm 1895, trong lịch sử Trung Quốc lại có một vết sẹo sâu. Sau khi tôi đọc tư liệu lịch sử, bị một cái bí mật làm kinh động. Đó chính là trước khi đàm phán mật mã điện báo của chính phủ Thanh, sớm đã bị Nhật Bản phá giải. Nhượng lại bán đảo Liêu Đông và đảo Đài Loan. Chuyện này tuyệt đối không được. Đền bao nhiêu tiền thì có thể thương lượng. Trung Đường đại nhân, đây không phải là cái chợ. Nước tôi vốn dĩ muốn ba tỉnh Đông Bắc của Trung Quốc và Sơn Đông, Hà Bắc, Giang Tô, Phúc Kiến, Quảng Đông đều liệt vào bản đồ của Nhật Bản. Nhưng mà suy nghĩ tới quan hệ tốt đẹp của hai nước Trung Nhật đã nhượng bộ tới cùng. Nếu còn không đồng ý, quân đội Nhật Bản sẽ lập tức đánh chiếm Bắc Kinh. Xém chút nữa thì quên mất. Khi ngài vẫn chưa tới, chúng tôi đã phái quân chiếm lĩnh đảo Bành Hồ rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể đồng ý. Lão Phu cùng lắm thì chôn thân ở Mão Quan này. Điều kiện này chỉ có thể quay về nước tấu lên rồi mới tính tiếp. Ngày 21 tháng 3, 16:30, bọn họ đã đi báo tin. Chúng ta có thể lùi một bước, tha cho Đài Loan đi. Đầu tiên, nên từ chỗ mật điện báo cho bọn chúng, sợ đến giới hạn của Trung Quốc đã, cố gắng tranh thủ, lấy thêm một chút lợi ích. Đây là một cơ hội ngàn năm có một của Nhật Bản. Đền tiền à? Cố gắng hết khả năng đòi thêm 200 triệu lạng bạc. Không, 250 triệu lạng bạc. Cứ 300 triệu lạng bạc đi. Bắt lấy hắn. Viên đạn bắn vào mặt, nhất thời không thể lấy ra. Nếu như hắn về nước, cuộc đàm phán đứt đoạn, vậy thì vẫn phải đánh nhau tiếp. Nhưng mà nguồn lực nước ta trống rỗng. Báo cáo, phá giải điện báo của chính phủ Trung Quốc cho Lý Hồng Chương đây ạ. Tốt.
chính phủ Thanh đã đồng ý rồi. Tất cả điều kiện của chúng ta đều đồng ý hết. Tội danh thiên cổ, tội danh thiên cổ. Hoàng thượng, về thôi. Đừng để tổn hại long thể. Người đánh mất giang sơn không được liệt vào linh vị của liệt tổ. Người đánh mất giang sơn, giang sơn 1800 dặm. Điều ước Mã Quan đã đem bán đảo Liêu Đông, Đài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ nhường cho Nhật Bản, đồng thời Trung Quốc đền cho Nhật Bản 250 triệu lượng bạc. 16 năm sau, khởi nghĩa Vũ Xương nổ ra, đã lật đổ Dương Triều phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc. Sau 50 năm, Trung Quốc trong đại chiến thế giới thứ hai đã có 3.500 vạn người hy sinh để chiến thắng Nhật Bản, đem quần đảo Bành Hồ, Đài Loan và các đảo lân cận bao gồm cả đảo Điếu Ngư thu hồi về bản đồ Trung Quốc. Anh ơi, tương lai chúng ta cũng có thuyền sắt lớn sao? Có, nhất định sẽ có thuyền sắt rất lớn. Vậy thì các anh cùng ngồi thuyền sắt lớn để tới thăm em nhé. Nhất định. Đảo Hoàng Nham, lãnh thổ Trung Quốc.
Yeah.